Ta sẽ nói về vấn đề mình đang thắc mắc. Mình không biết là khi mà nói chuyện đủ với lại những cái người phía trên này, mình nhìn thấy cho mày không? Không biết là có được cái vật phẩm hay không nữa. Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotvuot.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cài thuê. Và các bạn hãy click vào robotvuot.com nhé. Ok, thì như mình thắc mắc thì ngày hôm nay nó đã có câu trả lời và chắc chắn là sẽ có vật phẩm khi mà các bạn trò chuyện hết với những cái nhân vật phía trên. Nhưng mà trước tiên, để mà lấy được cái vòng cổ cũng như là cái áo thì các bạn phải chờ cái show trình diễn này nó bắt đầu và vào trong đó xem á, thì mới có thể nhận được hai cái huy hiệu, bao gồm là cái vòng cổ. Vòng cổ thì các bạn phải xem cái show của Gally hả? Và cái áo thì là nói chung là cần phải chờ tới mười mấy tiếng đồng hồ á. Nó chỉ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 thôi. Còn đến với cái vật phẩm mà các bạn có thể lấy được là từ việc mà các bạn sẽ tìm những cái con NPC này và nói chuyện với nó, tìm thu thập đủ những cái nhân vật phía trên á thì sẽ có được thôi. Do là mình đã tìm từ trước rồi nên là bây giờ chỉ cần đi tìm tới cái nhân vật cuối cùng là hôm bữa mà mình nó bị lỗi mà không hiển thị đó. Mà chơi server thường á hơi khó chịu một chỗ là mấy cái máy bay bay này bị lấy hết trơn rồi, không có để mà cho mình bay, nên là mình phải vào server VIP rồi. Server VIP tạo riêng nha mọi người, nên là muốn mà có cái máy bay bay á cứ tạo server game riêng đi. Giờ thì mình đã vào server VIP rồi, có ba cái máy sẵn sàng thoải mái bay luôn. Mà trong mấy cái huy hiệu á mình đã có lấy cái phía bên đây rồi mà tại sao nó không hiển thị cho mình nữa. Còn ba cái vật phẩm mà mình nói nãy giờ á thì đó, các bạn sẽ lấy được nếu mà xem show trình diễn là được cái áo và là cái vòng cổ. Còn bây giờ thì chúng ta đi làm cái nhiệm vụ mà lấy micro nè. Giờ phải lấy cái này bay lên cho nó dễ. Nhân vật trò chuyện cuối cùng là ở cái góc này nè. Chắc là do sự kiện nó chưa có mở nên là cái nhân vật bị ẩn đi. Bây giờ thì sự kiện đã mở cho lấy cái vật phẩm đó rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần lại đến chỗ này là sẽ thấy nhân vật cuối cùng và trò chuyện. Mà mình nói thiệt là những cái vật phẩm từ cái sự kiện này nó không có đẹp. Thật sự. Nè, mình đã hoàn thành và sẽ có huy hiệu đây. Thế là mình đã có vật phẩm micro rồi đó. Nè, nó hiện lên luôn. Thì bạn nào mà không muốn mất thời gian á thì có thể là không làm cái sự kiện này, tại vì đồ không có đẹp, lấy cực khổ cho đã rồi không xài cũng mất thời gian đúng không? Thì mình nhắc nhở vậy thôi, còn bạn muốn lấy thì cứ lấy thôi à, chứ đồ này xấu quá. Đến với chuyên mục quen thuộc đó chính là lấy vật phẩm xong rồi mặc vào review cho mọi người xem nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là cái micro này nha, mà mình phải gỡ cái con khủng long ra. Cái con khủng long này nó che hết cái tầm nhìn rồi. Đây. Đó, mọi người thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ gắn hết tất cả những cái vật phẩm mà mình đã lấy từ trước đó, bao gồm là cái này không biết gọi là cái gì, như cái đèn flash hay sao á. Rồi cái cục tròn tròn trên đầu của cái máy camera nữa. Còn thiếu cái áo với lại cái vòng cổ là chưa lấy được thôi, chứ mà ghép lại tất cả thì thiệt là ối dồi ôi luôn mọi người ơi. Đó, thì mọi người xem là mình gắn tổng thể như thế này như thế nào. Rồi các bạn cân nhắc lại là có nên lấy cái vật phẩm này hay không. Ok, chúc các bạn hoàn thành sự kiện nha.